Trời ơi, đâu Huyện vậy? Liên Trang nằm trên một con lạch sâu trong lòng thung lũng ở thị trấn Hoài Nhu, ngoại ô Bắc Kinh, Trung Quốc. Bao quanh thư viện là cây hạt dẻ, ốc chó, đào và nhánh của những cây này được sử dụng để trang trí cho tòa nhà. Liên Trang được thiết kế bởi kỹ sư Lý Hiểu Đông. Dù được dựng từ thép và khung kính, mặt tiền của thư viện đều được cây che mát và cho phép ánh nắng chiếu qua. Những người đến đây sẽ được lạc vào cảm giác hư không. Mọi người tới nơi này vì thiết kế đặc biệt của nó. Ngay cả những người không thích đọc sách hàng ngày, nhưng khi tới nơi này, không gian và thiết kế đặc biệt ở đây khiến họ hứng thú hơn với việc đọc. Để được vào không gian bên trong thư viện, những người mê sách phải đi qua một cây cầu hẹp ở bên ngoài. Với không gian chỉ đủ cho 40 người vào cùng một lúc, rất nhiều người phải xếp hàng chờ vào thư viện. Bên trong, giá để sách được thiết kế theo kiểu bậc thang. Đặc biệt, thư viện này chỉ mở cửa vào cuối tuần. Tôi tới đây để đọc sách cũng như ngắm cảnh. Tôi thích đọc sách từ nhỏ nên tôi thường tìm những không gian nơi tôi có thể sáng tạo và ở lại càng lâu càng tốt. Khai trương hồi tháng 4 năm 2012, thư viện thu hút hàng trăm người mê sách mỗi tuần. Tuy nhiên, với quy định cấm chụp ảnh bên trong, thư viện này có lẽ không phải là nơi dành cho các tín đồ thích selfie.